Nam ca sĩ Sơn Ngọc Minh bày tỏ bức xúc khi hình ảnh của anh bị bôi nhọ bởi những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội. Trên Facebook cá nhân, Sơn Ngọc Minh vừa chia sẻ dòng trạng thái khác bức xúc trước những tin đồn không hay về bản thân. Cụ thể nam ca sĩ trích lại nội dung Điều 121, Bộ Luật Hình sự và Điều 611, Bộ Luật Dân sự. Nếu gây ảnh hưởng tâm lý và bôi nhọ hình ảnh của người khác có thể phải bồi thường và phạt tù. Sơn Ngọc Minh bức xúc và đòi nhờ pháp luật can thiệp vì hình ảnh cá nhân bị bôi nhọ. Nguyên nhân dẫn đến bức xúc này được Sơn Ngọc Minh chia sẻ là trên mạng xã hội lan truyền thông tin anh xuất hiện trong một clip nóng ở quán coffee. Nhiều người đã nhắn tin để hỏi Sơn Ngọc Minh liệu chàng trai trong đoạn video có phải là anh không khiến đời tư của nam ca sĩ bị rối loạn khi phải đi giải thích với từng người. Sơn Ngọc Minh khẳng định anh không phải là chàng trai trong clip nóng đó và mong cư dân mạng hãy ngừng lan truyền những hình ảnh này. Nếu mọi chuyện đi quá xa, nam ca sĩ sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Sơn Ngọc Minh phải đi giải thích với từng người khi được hỏi về chuyện lộ clip nhạy cảm. Một tài khoản mạng xã hội phát tán hình ảnh nhạy cảm và cho đó là của Sơn Ngọc Minh. Trước đó vào cuối tháng 11 năm 2019, Sơn Ngọc Minh từng được chú ý khi hé lộ câu chuyện tình cảm với Eric. Theo chia sẻ của Sơn Ngọc Minh thì anh và Eric đã từng có giai đoạn hẹn hò, thậm chí vì Eric mà Sơn Ngọc Minh đã chia tay người yêu 4 năm, nhưng sau đó nam ca sĩ sau tất cả lại phủ phàng ra đi. Cựu thành viên V Music cũng tung ra loạt tin nhắn giữa anh và Eric để khẳng định mối quan hệ tình cảm của cả hai là có thật. Ở thời điểm đó, Sơn Ngọc Minh bị cư dân mạng chỉ trích và tẩy chay kịch liệt vì đem chuyện cũ ra để nói lại nhằm gây sự chú ý. Có giai đoạn Sơn Ngọc Minh đã dọa tự tử khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tuy nhiên sau tất cả, Sơn Ngọc Minh hiện đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Nam ca sĩ chia sẻ nhiều bài đăng vui vẻ, lạc quan trên trang cá nhân và dần trở lại với công việc thường ngày. Video liên quan câu chuyện tình cảm của Sơn Ngọc Minh và Eric từng gây chú ý trong showbiz Việt dịp cuối năm 2019. Hiện tại vẫn chưa rõ Sơn Ngọc Minh sẽ xử lý vụ việc bị đồn thổi xuất hiện trong clip nóng trên mạng ra sao. Liệu nam ca sĩ sẽ mạnh tay nhờ pháp luật can thiệp để dứt điểm mọi chuyện hay chờ đợi dư luận lắng xuống? PT, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ask.